Theo bạn, thành công là gì? Bạn có hùng biện bằng tiếng Anh về thành công trong một phút được hay không? Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài về cái đó nha các bạn Để mỗi khi ai hỏi các bạn thành success nó là cái gì Thì chúng ta có thể hùng biện được trong một phút ha Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi hùng biện một phút Speak a minute Bây giờ chúng ta nghe bài này các bạn nha Success is a really personal thing And means different things to different people For some, it might be about career advancement. For others, it might be about financial stability. And for the rest, it might be about happiness and personal fulfillment. To me, success is all about being happy and content with what you have and where you're at in life. It's not just about what you've accomplished, but also about how you feel about those accomplishments. So, in my opinion, success is all about finding a balance between what you have and what you want. Mm -hmm. rất hay các bạn. Nhưng các bạn nghe được chưa? Nếu chưa nghe được thì cái vốn của mình cũng chưa đủ nhiều đâu nha. Mới trải qua khoảng mấy bài thôi. Mà nếu các bạn học thuộc lòng thì mới xem như các bạn có vốn. Mà có vốn rồi thì mình mới nghe được những thứ mà mình có vốn đó trong các bài mới. Hay cho nên là mình cũng sẽ đo xem á là qua cái bài mới thì mình nghe được bao nhiêu rồi, còn nếu vẫn chưa thì vốn của mình đâu có đủ, mình vẫn phải tiếp tục học thuộc lòng các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ qua từng câu. Is a really thing and means to Các bạn nghe được gì? Nghe được gì các bạn? Is a really thing and means to Nghe được chữ gì? Personal thing. Personal thing. Ha? Huh? Là thứ cá nhân gì đó ha Mình mở lên luôn Success is a, is a really personal thing Is a really personal thing Ngay cả câu đầu thì người ta đã đưa ra một cái statement Success là cái thứ gì đó rất là cá nhân Nha yeah. Success, thành công là cái thứ gì đó rất cá nhân à, Cái kiểu lập luận này tôi nghĩ là hay đó các bạn ha Success là thật sự là một thứ rất cá nhân Rất cá nhân là sao? tiếp tục nè. And means different things, means different things to different people. Và nó có nghĩa khác nhau và nó có nghĩa nó có nghĩa là những thứ khác nhau đối với nhiều người khác nhau, đối với những người khác nhau. Đối với những người khác nhau thì thành công nó có nghĩa khác nhau. ha và ở trên này đó cộng với dưới này là ba ý các bạn, ba ý lần success is a really personal thing một là personal thing hai là it means different things hmm. different things nó có nghĩa uh, nó có nghĩa là những thứ khác nhau means different things nghĩa là những thứ khác nhau to different people hmm. thật ra nó có hai thôi, một trên là personal thing thứ hai là thứ này yeah. thì đó là một cái câu khẳng định ngay từ đầu cái bài nói của mình và cái ý này tôi nghĩ cũng là ý phổ quát của um, rất nhiều người. Thế cho nên khi các bạn lập luận như thế này, các bạn không có sợ lạc hậu nha các bạn ha. Luôn luôn đúng. For some, it might be about career advancement. For some. Các bạn nghe được cái từ chính là từ gì? For some, it might be about career advancement. Career, career, advancement. Đây các bạn. Career advancement là sự thăng tiến trong công việc. Advance là tiến triển, phát triển hay là tiến bộ. Nha. Hay nói trong uh, nghề nghiệp, career advancement nó là sự thăng tiến trong công nghiệp, tại vì công việc, tại vì đi lên mà. For some đối với nhiều người, đối với vài người thì it might be about nó có thể là về it might be about career advancement nó là về sự thăng tiến trong công việc đối với nhiều người thì nó có thể là à, cũng là đưa ra nhận định thôi, it might be, nhận định thôi chứ không phải là ý chắc nịch cho nên nó lập luận như vậy đó rất hay. Maybe about career advancement, advancement. Đó. For others, it might be about financial stability. Mm. For others, for others. For others, it might be about financial stability. Financial. Financial gì các bạn? For others, it might be about financial stability. Financial stability. Stability. Sự ổn định về tài chính. Yeah. Financial stability. St stability. À, tính từ là stable đó các bạn. Stable là ổn định đúng không? Mà danh từ là stability. St stability, 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 financial stability, sự ổn định về tài chính. For others, for others, it might be about. Hồi cũng, it might be about, it might be about financial stability, financial stability. And for the rest, it might be about happiness and personal fulfillment. And for and for the rest, it might be about happiness and personal fulfillment. Nghe được chữ happiness and happiness and gì các bạn? And for the rest, it might be about happiness and personal fulfillment. Personal, personal fulfillment, fulfillment là sự thỏa mãn cá nhân, hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân. Yeah. Okay, mở And for the rest. Và đối với phần còn lại thì And for the rest Hồi nãy nói for some, for others And for the rest For the rest of us Rest of us For the rest of us For the rest of us It might be about Vẫn là cái cấu trúc đó it might be about Happiness Nó có thể là hạnh phúc And personal fulfillment Personal fulfillment Đó là sự thỏa mãn cá nhân Personal fulfillment Yeah, đối với, uh, đối với uh, phần còn lại thì nó có thể là hạnh phúc hay là sự thỏa mãn cá nhân yeah. To me, success is all about being happy and content with what you have and where you're at in life Ok, mình nói người ta đã rồi thì cuối cùng phải là to me Nhưng đối với tôi thì tôi thì sao? To me, success is all about being happy and content with what you have and where you're at in life Happy and content, happy and content, các bạn. H à, 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 hạnh phúc là vui vẻ đó và hài lòng, hài lòng với cái gì đó. Mà content thường thường người ta sẽ nói là content with what you have in life hay gì đó ha. Mình mở ra xem. To me, success is all about cũng là to be about. Success is all about being happy. Đối với tôi thì thành công là is all about nó tất cả là về thành công tất cả là về being happy là về uh, cái việc được hạnh phúc hay là được vui vẻ and content with what you have và hài lòng với những gì mình có content content with what you have and where you're at where you are at where you're at in life where you're at where you are at, you are at, where, where you are at in life. Và hài lòng với những gì mình có và nơi mình đang đứng. Hài lòng với những gì mình có và và nơi mình đang đứng, where you are at, nơi mình đang ở, nơi nói chữ ở thì nó bị dính đến cái việc là nhà cửa, nhưng mà cái này nghĩa bóng các bạn, nơi mình đang đứng trong cuộc đời. Có nghĩa là cho dù mình đang ở đâu, cho dù mình có cái gì mà mình hài lòng với cái việc mình với những thứ mình có và cái vị trí mà mình đứng à, cái nơi mà mình đang đứng thì thì làm mình tìm thấy hạnh phúc ha, là being happy and content with what you have à, hài lòng với những gì mình có à, và content with where you're at content with where you're at in life hài lòng với những gì mình có hài lòng với nơi mình đang đứng trong cuộc đời à, đối với tôi thành công là tất cả là về những thứ đó nha. Yeah. It's not just about what you've accomplished, but also about how you feel about those accomplishments. -hmm. <laughs> Các bạn nghe được gì không? Mình mở lên nha. It's not just about what you've accomplished. It's not just about. Mình nói it it's about, nó là về đúng không? Mà it's not about, nó không phải là về. Nhưng mà thêm chữ just vào It's not just about Nó không chỉ là về Có nghĩa là nó có về cái việc đó đó Nhưng mà không chỉ là về cái đó Không chỉ là về cái đó It's not just about what you've accomplished Không chỉ là về những thứ bạn đã đạt được nó không chỉ là về những thứ bạn đã đạt được Đạt được là những cái thành tựu bạn đạt được đó ha Mà ở đây là những thứ bạn đạt được ha Uh, mà ở đây bạn đạt được rồi đó nha Cho nên là dùng ở thể hoàn thành Động từ accomplished Thêm ed vào Với lại thêm trợ động từ have vào Để hình thành nên cái thì hoàn thành What you have What you've accomplished What you've accomplished But also about Nhưng mà còn về Nó không chỉ là về Mà còn là về But also about How you feel about Mà về cách bạn cảm thấy về về cái việc bạn cảm thấy như thế nào about those accomplishments those accomplishments nó không nó không chỉ là về à, những gì bạn đạt được, nó không chỉ là về những gì bạn đạt được mà còn về cái việc bạn cảm thấy như thế nào về những cái thành tựu đó nữa. Đây là danh từ là thành tựu. Số nhiều là những thành tựu accomplishments accomplish, accomplishment, accomplishments, nha. Có nghĩa là khi mình đạt được cái đó rồi mình có cảm thấy vui hay không? Hay là đạt cái đó xong rồi mình cảm thấy buồn? Hay đạt đó xong rồi mình cảm thấy trống rỗng? Hay là không cảm thấy gì cả? Thì đạt để làm gì? Cho nên đó, nếu mình đạt được thứ gì đó là một chuyện, nhưng mà mình cảm thấy như thế nào về cái thành tựu đó nữa thì nó mới đủ, nha các bạn ha. Ý câu này là như thế. It's not just about what you have accomplished, but also about how you feel about those accomplishments. Những cách hành văn rất hay. So, in my opinion, success is all about finding a balance between what you have and what you want. Yeah, that you balance that, yeah. So, in my opinion, vì vậy theo ý kiến của tôi là So in my opinion, success is all about Success is all about Thành công tất cả là về Finding, finding a balance Tìm thấy sự cân bằng Finding a balance A balance, tìm thấy sự cân bằng Between, giữa là giữa hai cái Between what you have Giữa những cái bạn có What you have and what you want And what you want và những cái bạn muốn, những cái mình có thế này rồi những cái mình muốn nữa, những cái mình muốn đôi khi mình chạy theo những cái mình muốn mà mình quên đi là mình nên hài lòng với những cái mình có. Ê, cho nên là mình bị cảm thấy stressful trong cuộc đời, mình cảm thấy bị stress lắm, mình cảm thấy bị áp lực lắm. Nhưng mà nếu như mình nhìn nhìn lại đánh giá lại những cái mình muốn đó, thật ra đó khi mình có những điều mình muốn đó thì cũng không để làm gì. Những cái mình có đây là đủ rồi thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc ha. Thì thì người ta nói là tìm cái sự cân bằng giữa những cái mình có và những điều mình muốn thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc nha các bạn. Chứ mình nghiêng về cái việc những cái mình muốn quá à mà mình quên đi những điều mình có thì những điều mình có có khi nó mất lúc nào không hay mà khi nó mất xong rồi mình mới cảm thấy hối tiếc thì lúc đó nó đã muộn màng rồi ha. Cho nên là phải cân bằng giữa những cái mình có rồi những cái mình muốn kia đó thì cân bằng làm sao những cái mình có càng ngày càng tốt hơn đừng để cho nó mất đặc biệt là những mối quan hệ quan hệ đây là gia đình vợ con nha. Đó, đó các bạn để cho nó mất thì đâu có được mục đích là hạnh phúc mà mình đi đến nơi rồi mất hết tất cả những thứ làm nên hạnh phúc thì còn hạnh phúc gì nữa nha, các bạn đó là tìm thấy cái balance finding a balance between what you have and what you want. Yeah, các bạn thấy không? Đây là câu cuối cùng rồi. Bây giờ tôi quay lại cái bài chính hướng dẫn cho các bạn đọc từ đầu đến cuối đây. Success, success. Nhớ cái chữ sật là có âm cờ. Sật, success. Success is a really, is a really personal, personal thing. Success is a really personal thing and means and means different things different things different things to different people to different people for some for some it might be about career advancement advancement for others others uh uh getting uh, uh. up order la other 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 for others for others it might be about financial financial stability st stability stability and for the rest and for the rest it might be about it might be about happiness and personal personal fulfillment for fulfillment fulfillment personal fulfillment to me to me success is all about success is all about is all about being happy being happy and content with what you have content with what you have and where you're at you're at you're at you're at you're at and where you're at where you're at in life where you're at in it life it it's not just about just to, just to, just to. It's not just about what you've 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 accomplished, accomplished. Sh -t, sh -t, sh -t. I'm sure you heard that, accomplished. You've you've uh, you've accomplished, but also about but also about how you feel, but also about how you feel about those accomplishments those accomplishments accomplishments so in my opinion opinion in my opinion success is all about success is all about finding 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 a balance a balance between what you have what you have and what you want what you want yeah yeah Nhớ đọc theo tôi để chỉnh sửa phát âm từng chữ một nha các bạn ha. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe từ đầu đến cuối đây. Success is a really personal thing and means different things to different people. Thành công là chuyện rất cá nhân và có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. For some, it might be about career advancement. đối với một số người nó có thể là về sự thăng tiến nghề nghiệp. For others, it might be about financial stability. đối với những người khác nó có thể là về sự ổn định tài chính. And for the rest, it might be about happiness and personal fulfillment. Và đối với phần còn lại, nó có thể là về hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân. To me, success is all about being happy and content with what you have and where you're at in life. Đối với tôi, thành công hoàn toàn là hạnh phúc và hài lòng với những gì bạn có và nơi bạn đang đứng trong cuộc đời. It's not just about what you've accomplished, but also about how you feel about those accomplishments. So, in my opinion, success is all about finding a balance between what you have and what you want. vì vậy theo tôi thành công là tìm kiếm sự cân bằng giữa những gì bạn có và những gì bạn muốn